Hello, hello, Lily. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhím Sinh Review đây. Giữa cái thời tiết nóng này khiến ai cũng dễ ỉa chảy thế này, quả thật làm cho con người ta ai cũng cảm thấy rất khó chịu phải không nào? Hiểu được điều đó nên ngày hôm nay Nhím quyết định sẽ cải tạo cái sân thượng để làm chỗ chơi cho hai con rái cá cuối đầu bài và nắng cực. Trong khi mình đang vất vả dọn dẹp để còn lắp cầu trượt và bể bơi cho tụi nó, thì chú ta rất thích nghịch ngợm luôn nhé. Cuối đầu bài là một thanh niên rất biết gây sự chú ý, cứ mỗi lần mình tập trung làm gì đó mà không quan tâm tới nó là nó sẽ quậy cho banh nóc luôn. Cái nét mặt hồn nhiên vô số tội ấy thì ai nỡ trách mắng cơ chứ. Rồi rồi nha, nó đang hít hà nghịch cái bình bơm bóng của mình rồi phê như con tê tê kìa. Cuối đầu bài phải ngoan thì Nhím Sinh mới có thể làm sân chơi cho em được chứ. Nó mà ngoan được bằng một nửa nắng cực thì tốt cho mình biết mấy. Trái ngược với báo thủ cuối đầu bài thì nắng cực lại là cô gái cá cực kỳ ngoan hiền. Nó yêu hoa và rất thích được nằm vào trong vòng tay âu yếm của con sen là mình. Làm được một lúc thì đã đến giờ cho hai quàng thượng ăn rồi. Thịt cá thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây chẳng chờ ai nữa. Hai thanh niên này ngồi ăn trên bàn trông như người lớn có đỉnh của chóp không cơ chứ. Cái nét ăn của tụi nó nhìn cái mỏ cứ đớp đớp rồi cái mắt chớp chớp muốn cắn tụi nó một cái ghê. Khi đã ăn no nê con dê rồi thì cả hai vẫn không chịu ngủ trưa để mình có thể tập trung làm cho xong cái bể bơi. Đến mãi tận hôm sau thì mình mới hoàn thiện được đây này. Ngay lập tức cuối đầu bài và nắng cực nhảy xuống nước để tận hưởng cái sự sung sướng ấy. Chiếc cầu trượt này được nhập từ bên bển về chỉ để phục vụ tụi bay thôi đó. Nắng cực lần đầu khi trượt thì cảm thấy rất bối rối, còn thanh niên cuối đầu bài thì lại rất hứng khởi mỗi khi trượt. Đã vậy cuối đầu bài cũng cực kỳ yêu thích cái vòi xịt mông của nó. Mỗi lần mà Nhím Sinh xịt cái vòi là cuối đầu bài sẽ chìa tay ra để đón nhận như muốn nói sen ơi bắn nghe nhoét lên mặt của tao đi. Còn nắng cực thì cực kỳ không thích cái vòi này, nếu xịt cái vòi vào chỗ của nó thì lập tức cô nàng sẽ quạo như mỗi khi chị em tới tháng vậy. Đấy các bạn thấy không, bơi chán chê bắt đầu lại quay ra báo rồi đó, lại cắn cái vòi rồi đảm bảo ngày mai còn cái nịt cho tụi bay chơi nữa nha. Sau một hồi nghịch ngợm chán chê, cả hai con rái cá lại tới giờ chiêu chiêu nghỉ ngơi. Cuối đầu bài vì nghịch ngợm mệt quá nên đã ôm mình đi ngủ rồi. Còn nắng cực thì chơi vẫn chưa đã nên lại đòi Nhím Sinh đưa ra hồ bơi để quậy tiếp. Rái cá là loài rất thích nước vậy nên một ngày tụi nó có thể dành 24 tiếng để sống dưới nước luôn đó. Cuối đầu bài khi ngủ nhìn cái mặt nó hưởng thụ chưa kìa, nhưng ngủ được có một lúc thì nắng cực lại vào phá đã khiến cho chú ta không thể ngủ được nữa. Thời tiết thì vẫn nắng nóng như đổ lửa, vậy thì mình sẽ cho tụi nó tắm thêm một lát đã rồi mình sẽ đưa tụi nó ra đường để giải ngố. Ngày hôm nay Nhím sẽ dắt tụi nó tới công viên giải trí để cho cả hai gặp đồng loại của nó. Ở đây cũng có rất nhiều loài rái cá khác nhau, thanh niên rái cá nào khi gặp nhau cũng phải khè nhau mới chịu được hay sao đó. Cũng may là mình có mang dây xích chứ nếu không cuối đầu bài lại lao vào tẩn cho thanh niên rái cá kia một trận mất. Người ta nói phân cùng một loại chớ hoài đá nhau vậy mà thanh niên cuối đầu bài hổ báo cáo trồn thế không biết. Cuối đầu bài và nắng cực khi được đưa tới đây thì cảm thấy vô cùng phấn khích, suốt ngày để tụi nó ở nhà thì tụi nó trầm cảm mất với cái tính hướng ngoại của mình. Cuối đầu bài đã làm quen được một người bạn mới, thế nhưng nó chơi trên đầu cha đầu chú của con nhà người ta trông có chịu nổi không cơ chứ. Đã vậy chú chó Kogi cũng bị cuối đầu bài dụ để chơi đuổi bắt cùng mình. Dù đi tới đâu thì thanh niên này cũng biết gây sự chú ý ghê ta. Nhím cứ đi theo sự dẫn dắt của cuối đầu bài thì đã được nó đưa tới con suối gần đó. Nơi này nước mát dễ sợ, chắc hẳn cả cuối đầu bài và nắng cực đều thích những nơi rộng rãi như thế này. Vậy thì mình sẽ cố gắng xây một căn biệt thự gần đây cho cả hai được tha hồ nhảy múa tung tăng ở đây. Cuối đầu bài khi được chạy nhảy thỏa thích thì tới lúc này mới nhớ tới mình. Nó bắn đầu chạy gần mình hơi như kiểu tỏ vẻ quan tâm lắm vậy đó. Cái lúc chơi đùa thì cười híp mắt lại không thấy tổ quốc đâu, giờ thì lại làm như thân lắm ấy nhỉ. Cả hai lúc này cuốn quýt lấy mình như muốn cảm ơn vì đã dành thời gian đưa tụi nó đi chơi. Tại sao trên đời lại có loài vật vừa xinh xắn đáng yêu lại hiểu chuyện đến vậy cơ chứ? Nói thật với các bạn là dù có đi làm về mệt mỏi thế nào nhưng khi được chơi đùa với tụi nó, mình đảm bảo tất cả mệt mỏi đều sẽ được xua tan đi hết không đó. Khi đã trở về nhà thì cuối đầu bài đã giúp mình gấp quần áo luôn kìa. Á đù nó đem giấu đi chứ không phải gấp hộ các bạn ạ. Tụi rái cá này chỉ nghiêm túc được một lúc thôi, chứ sau đó là nó lại thể hiện đúng ra mình là một con báo làng báo xóm chứ không phải là con rái cá nữa. Vậy là ngày hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, cả cuối đầu bài và nắng cực đều đã quen thêm rất nhiều những người bạn mới. Rồi ngày hôm sau, cuối đầu bài và nắng cực vẫn cảm thấy rất biết ơn mình, vậy nên khi Nhím trồng cây gây rừng thì cả hai con đều quấn quýt đi theo để giúp đỡ. Mà không biết tụi nó có giúp được gì không hay lại phá đám đây. À thì ra là thanh niên cuối đầu bài đang giúp mình bới đất luôn kìa, xong rồi còn giúp mình lấy đất để trồng cây nữa. Cái này không ăn được đâu nghen, nó giúp mình mà mình cảm thấy làm việc cực hơn bao nhiêu luôn đó. Vừa phải trồng cây lại còn phải trông cái thằng khứa này mệt thật sự. Nhưng có lẽ nắng cực hiểu mình đang nghĩ gì, vậy nên nó làm cho con bò quay vòng vòng để giúp mình giải trí luôn kìa. Con nhà ai mà đáng yêu vậy cơ chứ, chỉ riêng là có cái thằng cuối đầu bài là không hiểu chuyện thôi. Cứ mỗi lần mình xúc đất là nó lại chạy ra phá phá không. Mình phải nịnh nó bằng con cá hồi siêu ngon thì mới phân tán được sự chú ý của nó luôn ý. Cái nét mặt khi ăn của cuối đầu bài trông vẫn ghét như ngày nào, người ta nói không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn chửi. Thế nhưng đối với mình thì chỉ cần nhìn thấy tụi nó ăn no ngủ kỹ như vậy là mình cảm thấy hạnh phúc nhất đời rồi.
Vậy là video đến đây là kết thúc mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho chúng mình xin một like để ủng hộ cho chúng mình nhé. Bye bye!